Đây là thời điểm thích hợp để cho first time home buyer, tức là những người đang có nhu cầu muốn tìm một ngôi nhà ấm cúng và để ở. Thì các builder đó năm ngoái là trong một cái cơn mưa bão bán nhà đó thì họ lên giá rất là mạnh, nghĩa lên giá không thương tiếc. Bây giờ họ lại xuống giá một cách là nghĩa là quá là bất ngờ luôn, bởi vì cái căn nhà này, Linh đang đứng trước cái căn nhà này năm ngoái đó lên tới giá tới 380 mấy, gần 390, mà bây giờ hiện nay trong tay Linh là giá 338.990 đồng. Và Linh đang đứng ở Lakeview Retreat. Là ai mà yêu mến thành phố Richmond mà gần khu Việt Nam thì đây là nơi mà thích hợp nhất để mình cắm cọc ha. Thì cái nhà này á là 1780 square feet, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Và nhà này có full option luôn. Tức là sao? Tức là cái floor này nè là trước đây là gạch, bây giờ người ta đổi vinyl ha. Rồi trong phòng tắm của master bedroom á, theo như một số người biết cái nhà model á, là không có cái bathtub, nhà này thì có. Nếu mà ai đó đã coi nhà mẫu của Lakeview Retreat rồi đó thì cái nhà này exactly giống y chang vậy luôn, nhưng mà chỉ có khác á, là trong cái phòng master bedroom á, là có cái bathtub. Rồi bây giờ Linh nghĩ chắc mọi người cũng đã coi model của nhà Lakeview Retreat trước đây, Linh đã có quay lên rồi. Thì bây giờ mình coi lại cái điểm đặc biệt khác. Thường ở đây á là cái phòng master bedroom có cái bathtub nha. Cái đặc điểm của cái phòng mà của cái bát, những cái phòng tắm mà có bathtub á, là nó xây cho mình một cái cửa sổ bự như vậy nè, thì quý vị sẽ có một cái ánh sáng thiên nhiên ở ngoài vào. Mà như quý vị biết rồi đó, trong cái phòng tắm á, thì thường là ẩm thấp đúng không, mà nếu mình có ánh sáng dội vào như vậy đó nó sẽ khô ráo ha. Rồi có đó, chỉ có đó là điểm khác thường thôi. Còn bây giờ mình quay ra ngoài đường cho quý vị coi nha, nguyên một community mới ngay sát bên West Park, cho nên mình muốn đi ra freeway rất là gần luôn. Cái nhà này Linh thấy người ta có những cái xanh xanh như vậy, tức là người ta đã vừa inspection đó, là nhà này cũng là sắp closing rồi đó. Hiện nay trong khu Lakeview Retreat Linh thấy có 2, 4, 6, 8, 10, 12 căn đã ready, move in anytime. Ok, nhà này Linh thấy hình như có bỏ máy giặt máy sấy. Đúng rồi, nhà này Linh thấy cũng có full option nè. Nếu mà quý vị mua nhà trong thời điểm này á, thì sẽ được máy giặt máy sấy và tủ lạnh free luôn. Nó có một cái home package luôn cho mình, rất là tiện. Và Linh đi ra trước quay ha cho quý vị xem. Thì cũng giống như nhà model thì mấy cái phòng ngủ nó nằm quanh quanh ở trước, 3 phòng ngủ ở trước và 1 phòng master ở sau. Rồi quý vị thấy không, nguyên một khu vực nhà mới ở đây nè, người ta xây cũng sắp xong rồi đó. Cho nên cái khu này bây giờ chỉ còn có vài căn nữa thôi là Dear Horton đã complete, hoàn thành một cái khu nhà mới, một khu đất mới. Theo như Linh biết là cũng sắp sửa là người ta close out rồi đó ha. Nếu mà ai mà muốn tìm cho mình một căn nhà để mà mình dừng chân lại á, thì đây là thời điểm tốt nhất, bởi vì các builder đã giảm giá rất là mạnh luôn. Ở đây là tiền thuế đất là 3.1 và SOA sẽ là 850 một tháng, một năm nha. Ok vậy nha. Ok, bye bye.